kính chào quý vị, đây là chương trình 60 giờ sáng ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình 60 giây sáng nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Quận Bình Tân huy động nhân lực, phương tiện xử lý kênh nước đen. Hội thi thiết kế áo dài bằng giấy thu hút đông đảo học sinh thành phố. Microsoft đầu tư nhiều tỷ đô la vào trung tâm AI và dữ liệu đám mây tại Pháp. Và thắng trận tối qua, Barca giành lại vị trí thứ hai La Liga. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn trình Ủy ban Nhân dân Thành phố đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, quy hoạch tổng mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố sẽ tăng lên gấp đôi về số km so với quy hoạch hiện hành. Cụ thể, đến năm 2035, dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây dựng hoàn thành khoảng 183 km metro, gồm các tuyến số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đến năm 2045, thành phố xây dựng thêm khoảng 168,36 km để hoàn thiện các tuyến, nâng tổng chiều dài lên khoảng hơn 351 km. Đến năm 2060, xây dựng hoàn thành các tuyến số 8, 9, 10, nâng tổng chiều dài lên khoảng 510,02 km, trong đó tuyến số 8, 42,8 km, số 9, 28,31 km, số 10, 87,84 km. Các tuyến đường sắt đô thị sẽ được ưu tiên thực hiện theo thứ tự, dựa trên các yếu tố như trên các hành lang có nhu cầu hành khách đi lại lớn, phù hợp với loại hình vận tải hành khách khối lượng lớn trong đô thị, đầu tư tuyến xuyên tâm trước, sau đó đến các tuyến vành đai, kết nối giữa các trọng điểm phát triển, đầu mối hành khách, liên kết được các phương thức vận tải, các tuyến tạo ra cơ hội để phát triển TOD, tăng giá trị quỹ đất xung quanh các nhà ga, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực. Trước tình trạng kênh nước đen quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước nguy cơ tái ô nhiễm do rác sinh hoạt, nước thải và xác động vật, chiều ngày 13 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa đã huy động nhân lực, phương tiện để xử lý. Khoảng hơn 14 giờ cùng ngày, hơn 30 người đã cùng nhau phối hợp dọn dẹp được 1/4 lượng rác thải tồn đọng. Dự kiến trong ngày 13 và ngày 16 tháng 5 sẽ dọn hết rác tại đoạn kênh trên. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Bình Hưng Hòa, dưới góc độ địa phương, phường tuyên truyền cho người dân trên địa bàn, người dân sống dọc kênh và người đi đường ý thức hơn không đổ rác xuống kênh để đảm bảo môi trường. Phường cũng đã chỉ đạo cắm các bảng tuyên truyền dọc theo tuyến kênh cũng như ra quân theo kế hoạch để vớt rác. Trong thời gian dự án kênh này chưa phân bổ về cho địa phương, phường đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện duy tu nạo vét. Bên cạnh đó, phường ra quân thường xuyên nhưng kinh phí vẫn còn có hạn nên kiến nghị các cấp có thẩm quyền hỗ trợ cho địa phương về kinh phí vớt rác trong thời gian tới. Người dân thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước bức xúc về dự án thay thế hệ thống thoát nước ở khu vực trung tâm hành chính, huyện Đồng Phú bởi mùi hôi khó chịu. Nguyên nhân chính là do các hố ga thu nước không thiết kế bộ phận ngăn mùi nên mùi hôi thối từ cống thoát nước tự do bốc lên. Ngoài ra, người dân còn cho rằng hệ thống thoát nước cũ vẫn còn sử dụng tốt. Mấy cái hộp cống kia là nó còn nguyên mà, nó còn mới luôn, này mình sửa lại thì nó cũng y như vậy thôi. Tuy nhiên, đơn vị thi công khẳng định không chỉ có nước mà đến cả đất, cát, thậm chí cả lá cây cũng sẽ được chảy trực tiếp xuống hố ga và trôi đi. Là chảy trực tiếp luôn, không có là động ở dưới đất dưới đây nữa, tại vì nếu ví dụ bà con mà có sơ ý đi nữa, con cho rác nó thì nó sẽ vẫn trôi đi. Huyện Đồng Phú bố trí trên 800 triệu đồng để thay mới 170 hố ga. Nếu như mình khắc phục như cái nắp đó thì nó không đồng bộ mà thấy nó đi khập khiễng và nhìn mất mỹ quan nữa. Cho nên việc khắc phục đây là phù hợp. Thực tế cho thấy, cùng với cây xanh, vỉa hè, hệ thống thoát nước là những hạng mục rất cần được đầu tư đồng bộ để hướng đến xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp. Thế nhưng đầu tư như thế nào cho hiệu quả, địa phương cần phải cân nhắc kỹ để tránh gây lãng phí nguồn lực. Trong ánh nắng gay gắt và cái nóng hầm hập nơi đô thị, để về với miệt vườn xanh mát, hòa mình vào không gian sông nước êm đềm và những vườn trái cây sum suê nơi miền Tây Nam Bộ đang là sự lựa chọn của nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế. Tour trốn nóng về miền Tây với nhiều trải nghiệm thú vị sinh động là điểm nhấn của mùa hè du lịch 2024 này. Cảnh quan sông nước êm đềm, tham quan đời sống của người dân trên các cuộn, dạo quanh những con đường sợp bóng dừa, vườn trái cây xanh mát, trải nghiệm sinh hoạt lạc nghề, nghe đờn ca tài tử, đem đến những giờ phút thư giãn dễ chịu, thú vị cho các vị khách phương xa. Tôi rất ngạc nhiên vì sự yên bình mát mẻ tại đây, khung cảnh không những đẹp mà có người miền Tây còn rất hiếu khách. Nếu có dịp đến đây, tôi sẽ dành thời gian trải nghiệm nhiều hơn nữa.
Một chuyến đi thật tuyệt vời, mọi thứ đều rất tuyệt so với tưởng tượng của tôi. Nếu đã đến thành phố Hồ Chí Minh du lịch mà không tiếp tục đến đây tham quan, trải nghiệm thì quá phí. Hầu hết các hãng du lịch đều tăng cường các tour miền Tây, tour sông nước, thiên nhiên xanh mát, đời sống thanh bình, nét văn hóa đặc sắc cùng con người chân chất, thân thiện, mến khách của miền Tây Nam Bộ đang giúp vùng đất này trở thành ốc đảo bình yên, mát lành cho du khách gần xa trong mùa du lịch này. Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời lan tỏa tình yêu áo dài, nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng nhiều đơn vị đã tổ chức hội thi thiết kế áo dài bằng giấy với sự tham gia của đông đảo các em học sinh trên địa bàn thành phố. Tại nhà thiếu nhi quận 6, 22 đội thi, mỗi đội sẽ cử ra 3 đại diện tham gia thực hiện một bộ áo dài hoàn chỉnh từ giấy trong vòng 90 phút. Với đôi bàn tay khéo léo, các bạn nhỏ được thỏa sức sáng tạo khi cắt may, thiết kế từng công đoạn để hoàn thành bộ áo dài độc đáo, thể hiện được tình yêu quê hương đất nước, nét đẹp của non sông Việt Nam. Được biết, thành phẩm làm ra phải đảm bảo được các tiêu chí như thiết kế đẹp, màu sắc phong phú, có ý tưởng sáng tạo và độ bền cao. Khuyến khích sự sáng tạo của các em, và thứ hai nữa để các em biết có ý thức và bảo vệ môi trường hơn. Dạ, ý tưởng trang phục của tụi em là về làng sen, hãy luôn bảo vệ môi trường để giúp cho cuộc sống của mọi người trở nên rực rỡ như những bông hoa sen vậy. Ngoài ra, việc sử dụng chất liệu giấy trong thiết kế bên cạnh mục đích phát huy tinh thần sáng tạo, rèn luyện sự khéo léo tỉ mỉ cho các em, còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức lối sống xanh trong giới trẻ, từ đó hình thành xây dựng thành phố xanh, sạch đẹp, văn minh, thân thiện với môi trường. Hội thi còn góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống của áo dài, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tối ngày 13 tháng 5, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận và đưa về cứu hộ theo quy định một con điệp mỏ vàng do một người dân ở huyện Hóc Môn bàn giao. Anh Trịnh Đức Hùng ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn cho biết, sáng 12 tháng 5, người thân của anh lên sân thượng chăm sóc vườn sau thì thấy một con chim đậu trên sàn vứt nên bắt lại. Anh Hùng qua tìm hiểu thì biết con chim trên là động vật quý hiếm, với mong muốn con chim trên được chăm sóc nuôi dưỡng và thả về tự nhiên. Người thân của anh Hùng đã liên hệ giao con chim trên cho Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận con chim trên để đưa về chăm sóc cứu hộ theo quy định. Kiểm lâm viên thuộc Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận đây là niệp mỏ vằn thuộc họ Hồng Hoàng, giới tính cái, nặng khoảng 1 kg. Niệp mỏ vằn trên có tên khoa học là Rhytisaurus undulatus, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Kiểm lâm viên nhận định niệp mỏ vằn trên sức khỏe yếu, bay yếu nên đậu trên sàn mướp nhà người dân. Ở phần tiếp theo sau đây sẽ là thông tin ban đầu về vụ 3 công nhân tử vong do tai nạn hầm lò mỏ than tại Quảng Ninh. Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 21 đối tượng trong đường dây lô đề lớn. Ngày 13 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông tin về vụ tai nạn hầm lò xảy ra tại công ty than Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, khiến 3 người chết, 1 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 13 tháng 5, tại lò vỉa 14.11, phân xưởng khai thác 7 của công ty than Quang Hanh, TKV, thành phố Cẩm Phả, xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng cấp cứu, mỏ, triển khai công tác cứu hộ. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc. Vụ tai nạn làm 3 công nhân than tử vong và 1 công nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả. Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 18 triệu đồng một người tử vong và 5 triệu đồng một người bị thương. Phía Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV hỗ trợ 20 triệu đồng một người tử vong. Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam cũng hỗ trợ 20 triệu đồng một người tử vong. Hiện cơ quan chức năng của Quảng Ninh đang tập trung điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngày 13 tháng 5, Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Nghĩa tiến hành hủy nổ thành công quả bom phá nặng khoảng 340 kg, còn nguyên kiếp nổ sót lại sau chiến tranh. Trước đó, chiều 7 tháng 5, trong lúc san đất làm vườn tại khu vực C4 đồi Ba Hàng thuộc xóm 2, xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, anh Lưu Xuân Anh đã phát hiện một vật thể giống quả bom dài hơn 1 mét. Ngay sau đó, sự việc được báo lên chính quyền địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Nghĩa đã nhanh chóng cử lực lượng phong tỏa khu vực, tổ chức canh trực 24/24, không để người và gia súc đến gần. Đồng thời báo cáo nhanh đến Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đàn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đàn. Lực lượng chức năng đã xác định đây là loại bom phá có ký hiệu MK82, đường kính 35cm, dài 155cm, nặng khoảng 340 kg, còn nguyên kiếp nổ còn sót lại sau chiến tranh.
Quả bom sau đó được lực lượng chức năng vận chuyển đến khu vực thao trường bắn huyện Nam Đàn tiến hành hủy nổ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì phối hợp Cục Nghiệp vụ Bộ Công an phá chuyên án bắt giữ 21 đối tượng sử dụng công nghệ cao để đánh bạc bằng hình thức đánh lô đề. Bước đầu chứng minh số tiền giao dịch đánh bạc các đối tượng trong một ngày lên tới hơn 2 tỷ đồng. Đường dây trên do đối tượng Trịnh Công Chính, sinh năm 1980, trú phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cầm đầu. Do không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài cá nhân, Trịnh Công Chính đã nhận bán số lô, số đề cho nhiều người trên địa bàn thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, thông qua việc mở tài khoản qua đường link trang web one789.net. Ngoài việc tự đánh lô đề trên trang web, nhận lô đề của người khác qua Telegram để nhập vào trang web, chính còn cung cấp đường link và 4 tài khoản cho 4 bạn dưới. Kết quả thắng thua hàng ngày sẽ được tự động tính toán và hiển thị trên trang web. Tang vật thu giữ là 25 điện thoại di động, 10 thẻ ATM. Cơ quan công an xác định riêng trong ngày 10 tháng 5 năm 2024. Chiều qua 13 tháng 5, lực lượng công an huyện Thủ Thừa phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Long An đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đạp điện, gây hậu quả thương tâm là một học sinh chết tại chỗ và một em bị thương. Khoảng hơn 16 giờ, tài xế Lê Xuân Tài, 25 tuổi, ngụ xã Hương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, điều khiển xe tải chạy trên quốc lộ 62 hướng từ thị xã Kiến Tường về thành phố Tân An. Khi tới km 905 thuộc địa bàn ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, Long An thì xảy ra va chạm với hai học sinh đi xe đạp điện đang chạy theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm cả hai em ngã xuống đường. Em VTDM, 13 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa bị cán ngang chết tại chỗ, còn em VTNU, 13 tuổi, ngụ cùng xã bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Cả hai đang là học sinh lớp 7 của một trường trung học cơ sở Mỹ An, huyện Thủ Thừa. Vào thời điểm trên, em chạy xe đạp điện chờ bạn là U đang trên đường đi học về thì xảy ra tai nạn. Hiện lực lượng công an đang điều tra làm rõ vụ tai nạn. Thế giới trong đêm có gì đáng quan tâm? Những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng của anh thợ tóc người Iraq. Và sắp đấu giá viên kim cương vàng nặng hơn 101 carat khai thác hơn 100 năm trước ở Nam Phi. Ngày 13 tháng 5, trong hội nghị thượng đỉnh Choose France, Microsoft đã công bố khoản đầu tư lớn nhất vào Pháp trong lịch sử 41 năm tại quốc gia này. Gói đầu tư này được thiết kế nhằm đẩy nhanh việc áp dụng trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ đám mây kỹ thuật số tại Pháp. Chủ tịch Microsoft Brad Smith cho biết, ngoài việc tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, Microsoft sẽ thành lập một trung tâm dữ liệu tại thành phố Mulhouse, Pháp vào năm 2025. Chúng tôi sẽ chi 4 tỷ euro để xây dựng cơ sở hạ tầng đám mây, trung tâm dữ liệu và AI hàng đầu thế giới tại Pháp. Chúng tôi sẽ mang đến Pháp 25.000 GPU, đơn vị xử lý đồ họa tiên tiến nhất thế giới, và thúc đẩy đưa cơ sở hạ tầng này vào hoạt động ở Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng có mặt tại hội nghị. Ông cho biết khoản đầu tư này đã thể hiện niềm tin của Microsoft và chiến lược AI ở nước này. Cơ sở hạ tầng tính toán tiên tiến và các dịch vụ nền tảng AI của Microsoft sẽ cho phép các tổ chức phát triển ở Pháp triển khai và sử dụng các mô hình và ứng dụng AI rộng rãi. Cụ thể, Microsoft sẽ thúc đẩy các dịch vụ AI như Microsoft 365 và Microsoft Dynamics trở nên phổ biến hơn tại quốc gia này. Trước đó, hôm 12 tháng 5, chính phủ Pháp cho biết Amazon và một số công ty khác như GSK hay Accenture cũng công báo đầu tư hàng tỷ đô la vào Pháp trong khuôn khổ hội nghị Choose France. Một người đàn ông Iraq đang thu hút sự chú ý nhờ vào những tác phẩm nghệ thuật của mình. Điều làm nên sự đặc biệt là nguyên liệu của chúng, đó là tóc. Hussein Fali là một thợ cắt tóc sống ở thủ đô Baghdad. Anh sử dụng tóc của khách hàng sau mỗi lần cắt để tạo ra những bức tranh. Anh cho biết, công việc của anh đã giúp nhận ra những đặc điểm khác nhau của từng loại tóc sẽ giúp tác phẩm của anh đẹp theo một cách khác nhau. Khi một khách hàng đến cắt tóc, tôi sẽ gội đầu của khách trước, sau đó cắt tóc. Khi tóc rơi xuống sàn nhà, tôi sẽ lượm nó và rửa lại. Tôi lưu trữ rất nhiều tóc để sử dụng cho các bức tranh. Không phải loại tóc nào tôi cũng sử dụng mà có sự chọn lọc. Anh cẩn thận đến mức không sử dụng quạt và máy lạnh, kể cả vào những ngày thời tiết nóng nhất, để bảo quản tóc trong điều kiện tốt nhất. Fali nói rằng, những người xung quanh rất ủng hộ việc anh thực hiện các tác phẩm từ tóc. Một số còn đề nghị bán tóc của họ cho anh. Fali luôn tự hào với những gì mình làm được và treo các tác phẩm ngay trong cửa hàng làm đẹp của mình. Người thợ cắt tóc ở Baghdad này hy vọng có thể triển lãm tranh làm từ tóc vào một ngày nào đó.
Hai vận động viên nhảy dù chuyên nghiệp vừa hoàn thành cú nhảy với bộ đồ có cánh đầu tiên qua cầu tháp. Đây là một trong những di tích mang tính biểu tượng của London nước Anh. Marco Furt và Marco Van Ten Spier, hai lính dù gầy áo, đã nhảy từ trực thăng lao xuống độ cao 35m trên sông Thames. Họ cũng thực hiện một động tác phức tạp gọi là flare để bay lên tới độ cao 80m, độ cao cần thiết để họ bung dù. Tôi cảm thấy tốt, tôi cảm thấy thực sự tốt. Tôi có thể nói là nó khá căng thẳng, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị tốt và bây giờ tôi rất hạnh phúc. Tôi không biết là chúng tôi đạt bao nhiêu, nhưng nó rất áp lực. Bạn biết đấy, bạn phải tăng độ cao và độ cao, sau đó đi về phía tiếp đất, nhìn về phía mặt đất và nó rất thấp. Không phải là một cú nhảy bình thường, tôi có thể nói nó là duy nhất. Theo cả hai, thì cú nhảy dù lần này đều thành công sau gần 2 năm lên kế hoạch và tập luyện. Hai vận động viên đã thực hiện khoảng 200 lần nhảy huấn luyện trước đó. Ngày 14 tháng 5 theo giờ địa phương, tại Geneva, Thụy Sĩ, nhà đấu giá Sotheby's sẽ bán đấu giá một trong những viên kim cương màu vàng rực rỡ lớn nhất thế giới. Giá trị ước tính có thể vượt ngưỡng hơn 7 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 170 tỷ đồng. Viên kim cương có tên Dionat được khai thác hơn 100 năm trước ở Nam Phi, có màu vàng lấp lánh, nặng khoảng 101,29 carat. Nó được gắn trên một chiếc ghim cài áo hiệu Cartier. Đây là lần đầu tiên trong 30 năm qua, viên kim cương này mới xuất hiện trở lại trong một sự kiện đấu giá. Nó được đánh bóng khoảng 20 năm trước. Việc đánh bóng khiến viên kim cương giảm đi vài carat, nhưng lại giúp nó chuyển từ màu vàng đậm sang màu vàng rực rỡ. Đây là độ bão hòa cao nhất bạn có thể nhìn thấy trong một viên kim cương màu vàng. Với kích cỡ lịch sử của nó, Dionat thật sự sánh ngang những viên kim cương khác như Red Cross hay Tiffany Yellow. Cũng tại sự kiện ngày 14 tháng 5, Sotheby's cũng sẽ bán đấu giá một viên kim cương nặng 37 carat, có độ tinh khiết IF Internally Flawless, là độ tinh khiết đứng thứ 2 trong số 11 cấp độ tinh khiết của kim cương. Giá trị ước tính có thể đạt từ 1,6 đến 2,6 triệu đô la Mỹ. Đêm 13 tháng 5 theo giờ Việt Nam, công ty OpenAI, cha đẻ của hệ thống ChatGPT, vừa giới thiệu mô hình trí tuệ nhân tạo mới có tên là GPT-4All. Một trong những điểm nổi bật lần này là khả năng trò chuyện bằng giọng nói theo thời gian thực với chất lượng cao hơn. Người dùng có thể sử dụng 50 ngôn ngữ để nói chuyện với ChatGPT theo thời gian thực, nghĩa là sẽ nhận được phản hồi ngay lập tức, chứ không bị trì hoãn 2 đến 3 giây như bản cũ. Theo chuyên gia nghiên cứu Mark Chen, GPT-4All có khả năng nhận biết cảm xúc người dùng, có khả năng tương tác và hỗ trợ về mặt cảm xúc. Mô hình mới này có khả năng phân tích nét mặt của người dùng để nhận xét về những cảm xúc mà người đó đang trải qua. Trong livestream ra mắt, đại diện OpenAI cho biết GPT-4All có thể giải phương trình toán học và viết mã code. Đây sẽ là đối thủ cạnh tranh với GitHub Copilot của Microsoft. Ngoài ra, GPT-4All còn đóng vai trò phiên dịch. OpenAI đang hướng tới việc cho phép người dùng trò chuyện qua video với AI. Trong diễn biến khác, rạng sáng nay 14 tháng 5, công ty Anthropic do Amazon hỗ trợ cho biết sẽ ra mắt trợ lý trí tuệ nhân tạo Claude tại châu Âu. Mô hình Claude có thể hoạt động bằng tiếng Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha và nhiều ngôn ngữ châu Âu khác. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị buổi sáng thứ ba tràn đầy năng lượng và công việc thuận lợi. Và đừng quên đón xem chương trình 60 giây chiều nay với những thông tin cập nhật. Xin chào tạm biệt quý vị.